Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2024, một trận động đất có cường độ 6,3 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi cách thành phố Hoa Liên của Đài Loan 34 km. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 9,7 km, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nào. Các tòa nhà ở Đài Bắc cũng rung chuyển vì trận động đất này. Trước đó, ngày 15 tháng 6, một trận động đất có độ lớn 5,7 cũng xảy ra ngoài khơi huyện Nghi Lan của Đài Loan, khiến gần như cả quốc đảo rung chuyển. Xét về mặt phong thủy, có rất nhiều nghi vấn mà các chuyên gia nhận thấy đó chính là nguyên nhân dẫn đến tai ương kiếp nạn cho Đài Loan. Cách đây hơn 20 năm, trên đỉnh núi Ngọc Sơn và Nhật Nguyệt Hồ ở Đài Loan từng bị yểm một thuật phong thủy độc ác nhằm chặt đứt huyết mạch của quốc đảo này. Từ góc độ phong thủy, âm mưu chặt đi huyết mạch này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội mà còn khiến Đài Loan gặp phải trận động đất kinh hoàng vào năm 1999 khiến 2.400 người thiệt mạng. Đó chính là thuật chôn dao cấm kiếm, được xem là một trong những trận pháp nguy hiểm và độc ác nhất của cửu cúc nhất phái và những tu sĩ Nhật Bản từng sử dụng nhiều lần trong lịch sử. Đây là môn phái gì và họ đã làm cách nào để phá hủy huyết mạch của Đài Loan? Mời quý khán thính giả cùng Tinh Hoa TV theo dõi trong video hôm nay. Tiết lộ chấn động, tu sĩ Nhật Bản dùng tà thuật gây động đất kinh hoàng ở Đài Loan. Muốn biết rõ về ngọn nguồn câu chuyện, chúng ta hãy lùi về quá khứ một chút. Tháng 8 năm 1999, một tu sĩ người Nhật Bản tên Yamada Chisen đã cải trang thành nhà sư đến Đài Loan, nhân danh truyền bá Phật Pháp với lý do bảo vệ hòa bình thế giới. Lợi dụng thân phận này, Yamada Chisen nhanh chóng giành được lòng tin của người dân quốc đảo. Ông không chỉ được đón tiếp nồng nhiệt mà còn được một hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn đi khắp một vòng hòn đảo Đài Loan. Sau khi tham gia toàn đảo, Yamada Chisen đột nhiên đưa ra yêu cầu được xây dựng một tháp gạch 9 tầng tại Hồ Nhật Nguyệt để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Mọi chi phí xây dựng sẽ do chính phủ Nhật Bản chi trả. Chính quyền Đài Loan khi đó nghe tin nhà sư Nhật Bản muốn đầu tư xây dựng tòa tháp hòa bình đã sẵn sàng chấp thuận không chút nghi ngờ. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, một tháp gạch đen kịch được bao quanh bởi 6 khối đá đã được hoàn thành. Theo Yamada Chisen, những thứ này được chuẩn bị cho một lễ hội hòa bình. Sau khi lễ hội kết thúc, ông ta cũng theo đúng thỏa thuận trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau đó, vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 1999, Đài Loan đã xảy ra một trận động đất kỳ quái với cường độ 7,6 độ Richter khiến 2.400 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương và 110.000 ngôi nhà bị sập. Đây được xem là trận động đất lớn nhất khiến toàn bộ Đài Loan rung chuyển. Nhưng sau khi xảy ra chuyện và xem xét lại, người ta mới phát hiện ra có một điều trùng hợp là tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Nam Đầu, bên rìa Hồ Nhật Nguyệt. Đây chính là vị trí của miếu Tiên Đế. Hồ Nhật Nguyệt nằm ở phía nam của dãy núi Trung Ương, cách trung tâm Đài Loan chỉ 10 km. Miếu Tiên Đế bên Hồ Nhật Nguyệt gần như là trung tâm của Đài Loan, nằm ở vị trí gần như là trái tim của hòn đảo, nơi linh khí hội tụ và có phong thủy huyền bí. Khi đó, trong lúc hầu hết người Đài Loan đang tích cực cứu trợ sau thiên tai, thì Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo ở Đài Loan, Hồ Bằng Phi, cùng các đại sư bản địa khác đã nhận thấy trận động đất này có điều gì đó bất thường. Mặc dù Đài Loan nằm trong vành đai động đất Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất, nhưng mà những thảm họa thiên tai ở mức độ này là rất hiếm gặp. Hơn nữa, trận động đất xảy ra quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, không khác gì một trận động đất nhân tạo. Vậy nên, ông Hồ Bằng Phi đã nghĩ ngay đến sự kiện vị tu sĩ Nhật Bản kia xây dựng tòa tháp hòa bình cách đó mới gần một tháng. Bí ẩn nào phía sau? Suy xét về vấn đề này, ông Hồ Bằng Phi và các chuyên gia phong thủy của Đài Loan dường như đã đoán ra một phần nguyên nhân sự việc. Bởi thông thường, một tòa tháp được xây dựng thường có hai lý do. Một là để thờ xá lợi và hai là để trấn áp tà ma. Từ cổ chí kim, không có ai xây dựng nên một tòa tháp với lý do để cầu hòa bình cả. Ngoài ra, còn có một điều kỳ lạ nữa, đó chính là vì sao một tu sĩ Nhật Bản lại phải cải trang thành nhà sư.
sau đó đến Đài Loan chỉ để xây một cái tháp cầu hòa bình. Chẳng lẽ ở Nhật không có nơi nào để xây tháp cầu nguyện sao? Rõ ràng, vị tu sĩ Yamada Chisen có ý đồ không tốt. Có lẽ vì thế, nên kể từ khi tháp được xây dựng, người Đài Loan vốn chú trọng phong thủy lại cứ thấy bất an về vấn đề này. Đồng thời, các bậc phong thủy của Đài Loan còn cho rằng vị trí của cái gọi là tháp cầu hòa bình mà Yamada Chisen xây dựng bên hồ Nhật Nguyệt có vị trí vô cùng đặc biệt. Nó thuộc về long mạch của quốc gia. Do đó, tháp được xây ở đây có thể là nhằm để cắt đứt long mạch của Đài Loan, chứ không phải đơn giản như câu nói cầu nguyện hòa bình của vị tu sĩ người Nhật. Từ nghi vấn đó, nên trong khi cứu trợ thảm họa, ông Hồ Bằng Phi và các chuyên gia phong thủy đã âm thầm điều tra về thân phận thực sự của Yamada Chisen. Sau khi điều tra, họ đã biết được tin chấn động rằng Yamada Chisen hoàn toàn không phải là một nhà sư. Thân phận thực sự của ông ta là một tu sĩ thuộc cửu cúc nhất phái cải trang thành. Ông ta đến Đài Loan với mục đích đóng đinh vào long mạch nhằm phá hoại sự hưng thịnh của Đài Loan. Vậy nên, về việc Đài Loan đột ngột xảy ra động đất, ông Hồ Bằng Phi và rất nhiều người cho rằng thảm họa này là do cửu cúc nhất phái cố tình gây rắc rối. Theo tiết lộ của một đại sư huyền học ở Đài Loan, ngay từ đầu họ đã nghi ngờ mục đích của Yamada Chisen. Và để tìm ra sự thật, nhiều bậc thầy phong thủy đã đến trước miếu tiên đế, vượt qua nhiều áp lực để phá hủy tòa tháp này. Sau đó quả nhiên đã phát hiện một vật bất thường chôn dưới chân tháp. Đầu tiên là một thanh kiếm bằng kim loại dài 2,8 mét, nặng hơn 30 kg, được khắc đầy những dòng chữ bí ẩn. Vào thời cổ đại, những thanh kiếm như vậy thường được sử dụng để trấn áp. Trùng hợp là vị trí này chính là điểm bùng của long mạch Đài Loan. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc đặt một thanh kiếm như thế trong tháp chính là nhằm phá hủy long mạch Đài Loan. Nhưng sự việc chưa dừng lại. Các nhà phong thủy còn phát hiện ra rằng Yamada Chisen không chỉ xây dựng tháp ở Hồ Nhật Nguyệt mà còn từng đến đỉnh Ngọc Sơn, ngọn núi cao nhất của Đài Loan để chôn một số vật lạ ở đó. Khi nghe điều này, họ tức tốc vội vã lên núi Ngọc Sơn, bởi vì đỉnh núi này chính là điểm đầu của long mạch Đài Loan, nên việc đặt một vật dụng sắc bén tại đây chắc chắn là có mục đích phá hoại phong thủy. Kết quả, một lưỡi dao nhọn nặng 70 kg cùng với 20 lá cờ Nhật bản nhỏ, 20 lá cờ Đài Loan và một số quả cầu pha lê ngọc bích đã được phát hiện tại đây. Các chuyên gia phong thủy còn phát hiện ra rằng tu sĩ Yamada Chisen đã dựng 6 cọc gọi là trụ hòa bình trước miếu tiên đế. Điều này thực chất là ghim vào long mạch của Đài Loan. Để chứng minh suy luận của mình là chính xác, các chuyên gia phong thủy đã nhờ người dân cưa bỏ những cột trụ này. Và đúng như vậy, họ phát hiện rất nhiều pháp khí đã được phong ấn trong đó. Trước những phát hiện chấn động này, ông Hồ Bằng Phi và các chuyên gia phong thủy của Đài Loan đã lạnh hết cả sống lưng. Họ đã phải thốt lên rằng làm sao mà một nhà sư người Nhật lại biết nhiều như vậy, thậm chí là suýt thành công phá hủy long mạch của quốc đảo Đài Loan. Để lý giải vấn đề này, chúng ta phải bàn đến thuật phong thủy chôn dao cắm kiếm của cửu cúc nhất phái. Trong quá khứ, tuyệt chiêu này từng được sử dụng để phá hủy phong thủy của Thượng Hải, nơi được xem là trung tâm tài chính thế giới. Họ xây dựng một vật thể với thiết kế theo hình dạng của một lưỡi dao quân sự nhằm chặt đứt huyết mạch Thượng Hải. Tuy nhiên, con dao này cuối cùng đã bị đè bẹp dưới tháp Thượng Hải, dùng sức mạnh tuyệt đối để dẹp tan. Kỳ bí xung quanh cửu cúc nhất phái. Hiện những thông tin công khai mà nhiều người đã biết về cửu cúc nhất phái là: trong lịch sử, người của giáo phái này từng là sứ thần được Nhật Bản gửi đến Trung Quốc, chủ yếu nghiên cứu âm dương và kỳ môn độn giáp. Sau đó những người này trở về Nhật Bản, rồi dần dần hình thành nên hai phái quan trọng. Một là âm dương sư, còn một là cửu cúc nhất. Ở Nhật, hai phái này đều nổi danh về việc thuần thục sử dụng pháp phong thủy. Bộ phim Cảnh sát trừ tà do Lâm Chính Anh đóng chính cũng có nhắc đến môn phái này. Trong phim, nữ chính Michiko Nishikyo bình thường rất tuân thủ kỷ cương lễ phép, nhưng đến lúc then chốt lại tỏ ra vô cùng hung hãn.
cô ấy thường dùng một sợi dây đỏ mảnh chấm nước để tấn công đối phương khiến họ bất tỉnh. Và Michiko Nishikyo chính là thành viên của giáo phái khét tiếng cửu cúc nhất. Còn lại một chi tiết khác không thể nào không nhắc đến. Như chúng ta đều biết, quốc hoa của Nhật Bản là hoa anh đào. Nhưng đối với quốc gia này, hoa cúc chiếm một vị trí rất quan trọng. Người ta nói rằng trong tổ chức cửu cúc nhất, phần lớn thành viên đều đeo hoa cúc tám cánh. Chỉ có số ít cao thủ mới được đeo hoa chín cánh. Những cao thủ này rất thành thạo các kỹ năng nuôi dưỡng hoa cúc, khiến nó đua nở quanh năm. Và trong những năm gần đây, phái cửu cúc nhất ngày càng lớn mạnh. Nhiều quốc gia trên thế giới đã xuất hiện những dấu hiệu của họ, ví như tình huống của Đài Loan mà chúng ta vừa đề cập. Tượng cốc chín tầng bí ẩn. Còn một sự việc khác liên quan mà rất có thể cũng liên quan đến giáo phái này ở Đài Loan khiến nhiều người chấn động. Cụ thể, theo các tài liệu cổ xưa, chu kỳ chuyển động của trái đất là 20 năm một lần. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2019-2020 là một trong những thời điểm quan trọng. Điều kỳ lạ là vào năm 2021, Đài Loan đã trải qua một trận hạn hán thế kỷ sau 56 năm mưa thuận gió hòa. Trong đợt hạn hán nghiêm trọng lần này, theo thông báo của công ty cấp nước Đài Loan, 11 trong số 18 quận ở Đài Loan hiện đang trong tình trạng báo động vàng, cho thấy có sự cố cắt nước hoặc sụt áp trong khu vực. Cụ thể, đầu năm 2021, mực nước của hồ Nhật Nguyệt, hồ tự nhiên lớn nhất Đài Loan, đột nhiên giảm mạnh, lộ ra diện tích đáy hồ khô cạn bên dưới và bức tượng cốc 9 tầng, nghĩa là 9 con cốc xếp chồng lên nhau. Chuyên gia phong thủy dân gian cho rằng hạn hán là do bức tượng cốc 9 tầng đặt dưới hồ Nhật Nguyệt gây nên. Các chuyên gia khẳng định từng chỉ ra rằng hồ Nhật Nguyệt là một phần then chốt trong long mạch, ảnh hưởng đến vận mệnh tổng thể của Đài Loan. Nhưng đến năm 1999, cùng thời điểm mà tu sĩ Yamada Chisen cho xây tháp cầu hòa bình, thì bức tượng cốc 9 tầng mang vận rủi cũng được đặt xuống ở hồ Nhật Nguyệt, khiến long mạch bị phá hủy. Dường như cái tháp cầu hòa bình và bức tượng cốc 9 tầng kia song kiếm hợp bích, rất ăn ý. Ngay khi chúng xuất hiện thì Đài Loan liên tiếp xảy ra động đất và hạn hán. Điều đáng nói là năm 1999, khi tượng cốc 9 tầng và tháp cầu hòa bình được đặt ở hồ Nhật Nguyệt, cũng là năm cựu tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người tin rằng Giang Trạch Dân chính là cốc tinh chuyển sinh, hãm hại người tu Phật nên khiến thần linh nổi giận. Vậy nên, các chuyên gia dân gian Đài Loan đã khẳng định rằng ngoài cái tháp cầu hòa bình của tu sĩ Yamada Chisen thì mầm họa của Đài Loan còn nằm ở chỗ bức tượng con cốc 9 tầng, tự dưng lại chiêu mời 9 con cốc suối quẩy đến. Lũ cốc này trấn áp bên trong long mạch của Đài Loan, khiến quốc đạo xuất hiện vận rủi không ngừng. Vạn vật đều có linh, phong thủy long mạch cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Lâm Chính Nghĩa, bậc thầy phong thủy của Đài Loan đã đề cập trong một chương trình Taiwan to Money vào 9 năm trước rằng hướng đi long mạch của Đài Loan kéo dài từ Nam lên Bắc, lấy Can Long làm sơn mạch trung ương và sơn mạch núi Tuyết làm sơn mạch núi A Lý và sơn mạch Hải Ngạn làm sơn mạch tả hữu hộ pháp. Chỉ cần Can Long không bị phá hư thì vận mệnh của Đài Loan sẽ liên tục hưng thịnh. Hồ Nhật Nguyệt nằm ở trung tâm, là nơi long mạch nghỉ ngơi dưỡng sức nuôi long thủy. Trước kia nơi này được gọi là Long Đàm. Mực nước trong hồ cao thì linh khí của rồng sẽ mạnh. Đảo La Lu ở hồ Nhật Nguyệt giống như nơi tiếp ứng năng lượng vũ trụ. Địa hình đồi núi xung quanh cũng đối ứng với kỳ trân dị thú. Cửu Long tụ tập về đây, nghỉ ngơi lấy lại sức, sâu lại xuất phát. Trên thực tế, các thầy phong thủy luôn coi trọng long mạch của hồ Nhật Nguyệt, cổng vào thị trấn Phú Lý được gọi là Cửu Long Khẩu. Nếu nơi đây xảy ra vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Đài Loan. Giới chức Đài Loan đã thử nhiều cách để cải thiện tình hình, nhưng họ lại không chú ý rằng bức tượng con cốc 9 tầng vẫn còn ngự trị trên long mạch của quốc đảo.